chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với lớp học mỹ thuật của thầy Khôi ngày hôm nay. Ngày mai thầy Khôi sẽ hướng dẫn các bạn một chủ đề rất là ấn tượng, đó là một chủ đề vẽ chân dung. Vẽ chân dung là một chủ đề rất là khó đối với tất cả các bạn học sinh, nhất là đối với những bạn học sinh mới học vẽ. Để hoàn thành một tác phẩm chân dung có hồn, mềm mại nhưng đầy tính nghệ thuật và sáng tạo, đòi hỏi người vẽ cần phải có một thời gian luyện tập rất là dài. Chính vì vậy ngày mai thầy Khôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chân dung theo phong cách lập thể của danh họa Picasso. Các bạn có thể dễ dàng tạo ra những sản phẩm độc đáo và ấn tượng qua những bức tranh mà thầy sẽ hướng dẫn ngày hôm nay. Danh họa Pablo Picasso là nghệ sĩ nổi bật và có ảnh hưởng nhất trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông được coi như người khởi xướng ra chủ nghĩa hiện đại trong mỹ thuật và cũng là người khởi nguồn của trường phái hội họa lập thể. Phong cách lập thể nghĩa là sự vật không được sao chép giống như mắt thường nhìn thấy, mà được chia thành nhiều mảng riêng biệt nhìn từ nhiều góc độ. Đối tượng trong tranh bị chia thành nhiều mảng nhỏ khá trừu tượng. Tuy nhiên, trường phái giúp nghệ sĩ phản ánh những điều vượt lên trên vẻ ngoài thông thường của vật chất, thể hiện đối tượng dưới nhiều góc nhìn khác nhau trong cùng một thời điểm. Đối với các tác phẩm vẽ chân dung theo phong cách lập thể của danh họa Picasso, các bạn sẽ không bị ràng buộc vào việc sao chép hình dáng, cấu trúc bề mặt, màu sắc hay không gian, mà thay vào đó có thể tự do bùng nổ sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của mình. Tạo hình gương mặt có thể to, thô và trái với tỷ lệ thông thường, nhưng chính điều này lại khiến cho bức tranh tràn đầy nhựa sống và trẻ trung. Đặc biệt, khuôn mặt được chia thành nhiều mảng khác nhau để thể hiện những cảm xúc, nội tâm bên trong của nhân vật. Bên cạnh đó, qua bài học vẽ chân dung theo phong cách lập thể của danh họa Picasso, các bạn cũng sẽ biết cách dùng các màu tương phản tượng trưng cho các hướng nhìn khác nhau khi tô màu khuôn mặt người. Khi các bạn vẽ tự họa, hãy nên sử dụng nhiều màu để thể hiện những tính cách bên trong của chính mình.